Xin chào bọn con. Thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm một bài tìm x trong phần ôn tập học kỳ 1 toán lớp 6 mà liên quan tới lũy thừa, tức là số x nó nằm ở trên số mũ này này. Thế thì cái chuyện này nó cũng không khó đâu. Chúng ta nhớ rồi đấy, thứ tự thực hiện phép tính xuôi là phải nhân chia trước cộng trừ sau. Còn nếu có lũy thừa thì lũy thừa đầu tiên. Nhưng mà làm x thì lại làm ngược lại. Nhá, thì cái nhân chia mình lại phải làm sau, cái cộng trừ mình phải xử lý trước. Đúng không nào? Bọn con nhớ còn nhớ cái đấy không? Thế thì khi mà cả cái phép nhân này được thực hiện trước thì nó sẽ trở thành số bị trừ trừ đi số trừ thì bằng hiệu. Vậy thì số bị trừ sẽ bằng hiệu cộng với số trừ. Vậy thì bài này viết xuống đây là 3 nhân mở ngoặc 5 mũ x trừ 1 sẽ phải bằng 70 cộng 2 bằng hiệu cộng với số trừ. Thế rồi 3 nhân với 5 mũ x trừ 1 thì sẽ bằng 72. Đến đây thì lại là một cái dấu tích. Thừa số nhân thừa số thì bằng 72. Vậy cái thừa số chưa biết sẽ bằng tích chia cho thừa số đã biết. Vậy 5 mũ x trừ 1 thì sẽ bằng 24. Và bây giờ số bị trừ thì bằng hiệu cộng với số trừ. Thì 5 mũ x ở đây sẽ bằng 25. Đến đây thì bọn con phải đưa về cùng cơ số. 5 mũ x bằng 5 mũ 2. Vậy x bằng 2. À, kết luận vậy x bằng 2. Thế là xong. Nhá, được chưa nào? Rồi, đấy bài nó chỉ có vậy thôi.